Tổng nguồn vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong 2 năm 2022-2023 là gần 1.900 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh Đắk Nông mới chỉ giải ngân được hơn 15% tổng số vốn của năm 2022. Riêng năm 2023 chưa thực hiện việc giải ngân. Nguyên nhân được địa phương đưa ra là do thiếu một số văn bản hướng dẫn của Trung ương liên quan tới mức chi xây dựng dịch vụ giáo dục nghề nghiệp, sử dụng ngân sách nhà nước, định mức hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế cho cộng đồng.